Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê, cây na, mãng cầu có mặt ở hầu hết tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Trước đây, na chỉ được người dân trồng nhỏ lẻ, thì nay loại nông sản này đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Cây na ở nhiều địa phương đã trở thành nông sản đặc sản, không chỉ xóa đói, giảm nghèo, mà còn giúp người dân vùng khó khăn, miền núi vươn lên làm giàu. Là tỉnh miền núi nằm ở phía đông bắc của Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn với đặc tính điển hình của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình từ 17 đến 22 độ C nên rất phù hợp với nhiều loại cây trồng, trong đó có cây na được trồng trên cát sườn núi dốc. Đến nay, diện tích trồng na của Lạng Sơn đã đạt hơn 4.900 ha, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng. Một số nơi đã phát triển vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng Việt Gáp, áp dụng truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Trong cái quá trình canh tác thì chúng tôi đang sản xuất và thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đang và thực hiện rất là nghiêm túc những cái quy trình sản xuất, thì cũng mong muốn là có được thị trường ủng hộ và nhiều người tiêu dùng biết đến những cái sản phẩm sạch như quả na chúng tôi hiện giờ. Niên vụ na năm 2024 bắt đầu thu hoạch từ cuối tháng 7 đến tháng 10. Theo tính toán, nếu giá ổn định như thời điểm năm 2023, dự kiến tổng doanh thu từ na trên toàn tỉnh năm 2024 sẽ bằng hoặc hơn năm ngoái, đạt khoảng 1.200 đến 1.400 tỷ đồng. Để tìm đầu ra ổn định, Lạng Sơn đã và đang tổ chức nhiều chương trình giao thương cho doanh nghiệp, hợp tác xã, gặp gỡ với đầu mối thu mua nông sản trên địa bàn cũng như tại các địa phương khác. Thổ nhưỡng đất đai của chúng tôi rất là phù hợp với cái cây na này. Tôi thấy là chất lượng nó rất là ngon, rất là cao, phù hợp với tôi đang nhân rộng lên cái diện tích đấy. Bây giờ thì chúng tôi mang đây để trưng bày, thì để giới thiệu cái sản phẩm, cái cuộc hội chợ trưng bày như thế này để quảng bá thêm cái sản phẩm của hợp tác xã với mình. Tôi mong là có nhiều cái cuộc như này nữa. Đối với tỉnh Ninh Bình, đây là địa phương cũng có nhiều diện tích thổ nhưỡng khí hậu, đồi núi đá vôi, đất đá, lộ đầu khá tương đồng với một số nơi của tỉnh Lạng Sơn. Hiện Ninh Bình đã hình thành được các vùng sản xuất na tập trung quy mô lớn tại các xã Phú Long, huyện Nho Quan, Đá Hàn, huyện Gia Viễn, Yên Lâm, huyện Yên Mô. Hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trồng na cũng đã chủ động áp dụng phương thức sản xuất sạch, thân thiện môi trường, loại bỏ hoàn toàn hóa chất độc hại, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Việc sử dụng phân bón hữu cơ cũng luôn được tính toán kỹ lưỡng về liều lượng, thời gian cách ly để đảm bảo nhu cầu sinh trưởng của cây, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tránh tình trạng thoái hóa đất. Theo tính toán, với giá hiện tại, 1 hectare trồng na cho thu nhập trung bình khoảng 250 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi hectare đất trồng na sẽ thu lãi gần 150 triệu đồng một năm, cao hơn rất nhiều so với các loại nông sản khác. Về sản phẩm này thì chúng tôi sẽ tiến tới là sẽ mở rộng diện tích ra cho bà con, vì đây nó là cây chủ lực. Thì trên một vùng đất cằn cỗi như vậy mà người ta trồng các cây khác nó vất vả, thì cây này thì thứ nhất là cây chủ lực, là được mọi người dân người ta đón nhận, nên là mọi người rất phấn khởi và đang cùng nhau phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì người trồng na hiện đang gặp những khó khăn như là thiếu nước tưới vì địa hình đồi núi rộng lớn, đường giao thông khó khăn, không thuận tiện, kỹ thuật thâm canh, giải vụ na chưa cao, vân vân. Đòi hỏi cần phải có sự hỗ trợ của các cấp các ngành có liên quan trong quy hoạch vùng trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cắt gọt, tỉa cành, thâm canh, na giải vụ, gối vụ. Với đặc tính nông sản ngắn ngày, chín nhanh nên cần phải thành lập hợp tác xã đầu mối thu gom, tiêu thụ na tập trung, hỗ trợ trong hoạt động xúc tiến thương mại, logistics, thương mại điện tử, vân vân. Chúng tôi đang triển khai thực hiện cái đề tài khoa học về nghiên cứu trồng cây na giải vụ để làm sao chúng ta kéo dài thời gian thu hoạch của quả na ra để phục vụ cho bà con tiêu dùng. Thực hiện công tác xúc tiến thương mại thì có hai hướng. Một là xúc tiến thương mại truyền thống, đem các sản phẩm của địa phương tham gia các hội chợ, các triển lãm ở các tỉnh thành trong cả nước. Và một cái kênh xúc tiến thương mại thứ hai nữa là chúng tôi hỗ trợ cho bà con nông dân là xây dựng cái thương mại điện tử, xây dựng website, truyền thông quảng bá, giới thiệu cái sản phẩm na của mình lên hệ thống truyền thông. Để nâng cao thu nhập cho người dân và đưa quả na đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, thời gian tới lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình cho biết sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân trong việc phát triển cây trồng, vật nuôi nói chung và na nói riêng.
quy hoạch, mở rộng diện tích trồng na trên địa bàn phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu, tập trung xây dựng quy trình chăm sóc cây na để nâng cao chất lượng sản phẩm, phối hợp chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở gian hàng trên các trang thương mại điện tử nhằm ổn định đầu ra cho mặt hàng nông sản đặc sản này.